Đây các ông ơi, hiện tại thì thành phố đang bị một tên chúa tể robot Transformer Unicorn khổng lồ tấn công các bạn. Ai cho thấy chưa? Đây, hắn tàu rất là lớn các bạn. Đây, hiện tại thì các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi đang chiến đấu với một tên robot chúa tể Transformer khổng lồ các bạn. Đây các bạn, hắn ta đang tấn công và đang định phá hủy thành phố này các bạn ơi. Đây, hắn ta rất là lớn các bạn. Các bạn nhìn chưa? Rồi, một chúa tể robot màu vàng các bạn. Đây, đặc biệt là hắn ta còn có cánh màu vàng các bạn. Đây, tên của hắn ta là Unicorn các bạn. Đây, hắn ta chính là một tên chúa tể robot Transformer khổng lồ nha. Rất là lớn các bạn ơi. Đây, các siêu nhân người nhỏ bọn tôi đã đến nhưng mà không thể nào ngăn cản cũng như là tiêu diệt được tên chúa tể robot khổng lồ này được các ơi. Bắt buộc là đây, hiện tại thì hắn ta vẫn đang ra sức phá hủy thành phố các bạn. Đấy các bạn cho, hắn ta ném những cái chiếc xe buýt khổng lồ các bạn. Đây, to cho hãy thôi anh em ơi. Đây, hiện tại thì tên chúa tể robot Transformer này rất là mạnh các bạn. Đây da, không ổn rồi. Bây giờ thì các siêu nhân người nhỏ bọn tôi sẽ nhanh chóng đi tới nơi cất giữ các robot Spider-Man người máy nha bạn. Bọn tôi sẽ tập hợp tất cả các robot người máy luôn, nhanh chóng gọi các robot người máy đến để tiêu diệt cái tên chúa tể robot Transformer độc ác Unicorn này nha bạn. Đây, rất là lớn các bạn. Đây, hắn ta đang phá hủy ở phía thành phố đây nè bạn. Đây, đây, hắn ta từ một cái nơi rất là xa hắn ta bay đến và hắn ta muốn xóa sổ cái thành phố này cũng như là con người ở đây trong ơi. Đây, các bạn thấy chưa? Các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi bị nó hắn ta bắn tên lửa te tua luôn mày. Đây, hắn ta đang ngăn cản các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi gọi cho các robot Spider-Man người máy các bạn. Đây. Đây, các bạn nhìn kìa. Đấy, các bạn thấy chưa? Hắn ta to chưa? Hắn ta thậm chí còn bự hơn những cái ngôi nhà ở trong đây luôn các bạn. Đây. Đây. Đây là cơ hội nha bạn. Hiện tại thì hắn ta vẫn đang tấn công thành phố nha. Siêu nhân người nhện tôi sẽ nhanh chóng đi tìm đi tới căn cứ nơi mà cất giữ các robot Spider-Man người máy nha bạn. Đấy, các robot người nhện robot của bọn tôi sẽ tiêu diệt hắn ta nha. Đây. Tên này là một tên robot Transformer chúa tể các bạn. Rất là lớn luôn, siêu to. Chà bá nọ luôn ơi. Đây, vì vậy thì tôi quyết định là sẽ gọi tất cả các robot người máy đó luôn nha bạn. Hy vọng là có thể tiêu diệt được hắn ta càng nhanh càng tốt nha. Đây da. Đây. Hiện tại thì điện thoại của tôi cũng bị hư rồi các bạn. Tôi phải chạy bộ tới nơi cất giữ các robot nha. Đây đây. Ủa hắn ta đang đuổi tới các bạn ơi. Chạy lẹ anh em ơi. Đây. Trời ơi, mệt quá. Ui. Đấy các bạn. Đây, hắn ta có sừng có cái đầu của hắn ta có hai cái sừng giống như là sừng trâu các bạn. Đặc biệt là cơ thể của hắn ta màu vàng các bạn. Ui, nó khè các bạn. Nó khè tia laser kìa. Đáng ghét thiệt. Cái tên chúa tể robot độc ác Unicorn này hắn ta vẫn đang đuổi theo các siêu nhân người nhện bọn tôi quẹt. Tài của em cho. Tại hắn ta có thể bắn ra một cái tia sóng quỷ diệt rất là to quẹt. Tài. Tài hiện tại thì người nhện vẫn đang đi tới nơi cất giữ các robot Spider-Man người máy quẹt. Điều đó là phải nhanh chóng tiêu diệt cái tên này thôi. Hắn ta quá lớn nha, cực kỳ độc ác luôn các bạn. Ây da. Ôi. Tiêu rồi. Thành phố đang bốc cháy luôn các bạn thấy chưa? Đây. Những nơi mà cái tên chúa tể robot Transformer độc ác Unicorn này đi qua thì lửa nè. Đất đá cũng như là nhà cửa đều sụp đổ hết các bạn. Đây, hiện tại thì người nhà anh tôi vẫn đang tới nơi cất giữ các robot Spider-Man người máy nha bạn. Tôi sẽ điều khiển các robot đến tiêu diệt hắn ta nha. À, đi đi anh em ơi. Đáng ghét thiệt, phải nhanh lên các ông ơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là thành phố sẽ bị hắn ta phá hủy hoàn toàn ấy. Đây. Đây. Tên này rất là mạnh nha bạn. Một hai robot thì cũng không đánh lại hắn ta đâu. Lần này thì người nhà anh tôi quyết định là sẽ tập hợp tất cả luôn. Là khoảng những tất cả những robot người máy Spider-Man người nhà anh bọn tôi có luôn các bạn. Đây. Ây da. Nhanh lên, nhanh lên. Đây, sắp tới rồi con ơi. Còn một xíu nữa thôi. Đây các bạn. Sau một hồi thì bọn tôi đã tập hợp được 4 robot Spider-Man người máy rồi các bạn. Đây. Những robot
Spider-Man người máy của các siêu nhân người nhện bọn tôi cũng đã được gọi tới các bạn. Đây, có tới 4 robot các bạn. Đây, 4 robot này chắc chắn là phải nhanh chóng đến tiêu diệt cái tên chúa tể robot Transformer Unicron khổng lồ màu vàng đang tấn công thành phố các bạn. Đây, 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 để tôi lấy súng ra cái đã. Sau đó thì chúng ta sẽ lên đường đi tiêu diệt hắn ta nha bạn. Đây, hắn ta đang đứng ở bên đây nè các bạn. Nhanh lên anh em, nhất định phải tiêu diệt được tên đó nha. Đây các bạn, hắn ta đang đứng, hắn ta đang phá hủy tòa nhà bên đây nè bạn. À đây hắn ta nè, Ungol to lắm. À, chiến đấu rồi, Ungol. Đây các bạn, đây hắn ta bự hơn các robot Spider-Man người máy rất là nhiều nha. À, tiêu rồi, tiêu rồi. Đây các bạn, tên này nè, đây hắn ta nè bạn. Ồ, to chứ các bạn. Một con robot Transformer màu vàng chúa tể các bạn. Phải nói chúa tể là nó to gấp mấy lần so với những robot bình thường các bạn. Ủa hắn ta đang đứng ở đằng đẳng các bạn. Ui tới rồi. Đây đang chiến đấu các bạn. Hiện tại thì các robot Spider-Man người máy vẫn đang chiến đấu với tên chúa tể nha. Trời ơi, chiến đấu lông trời lỡ đất các bạn. Thành phố này rung lên bởi cuộc chiến đấu luôn nè. Các robot người máy nhỏ hơn nó hắn ta rất là nhiều các bạn. Hắn ta rất là lớn luôn nha. Ồ, hắn ta ném các robot bay vòng vòng các bạn. Ủa đấy các bạn, to chứ các bạn. Hắn ta không xin nhê gì hết các bạn. Các robot Spider-Man người máy vẫn đang ra sức tiêu diệt nha. Ồ, đây là trăm. Ủa, hắn ta bự gấp mấy cả trăm lần so với các robot Spider-Man người máy các bạn chưa. À, các robot người máy vẫn đang kết hợp với nhau tấn công được chân của hắn ta các bạn. Đấy, làm cho hắn ta ngã xuống nha. Đây các bạn, hiện tại thì các robot vẫn đang bám theo và tiêu diệt tên chúa tể robot độc ác Transformer các bạn. Ui dồi các bạn nhìn kìa. Tên chúa tể robot Transformer màu vàng Unicron này hắn ta bắn ra một cái tia, một cái tia giống như là tia ánh sáng quỷ diệt các bạn. Đây, đang tấn công phá hủy thành phố các bạn. Đây, các robot nhỏ hơn hắn ta rất là nhiều các bạn. Hắn ta thậm chí là khoảng bự gấp cả trăm lần so với các robot Spider-Man người máy các bạn. À, các robot người máy nhỏ xíu các bạn. Cái cõi đang đuổi theo ra ở dưới chân hắn ta nè. Các bạn cho, bên này quá lớn rồi. Đây, tôi nghĩ là các robot Spider-Man người máy cũng chưa chắc là đánh lại đâu các bạn. Hiện tại thì 4 robot người máy nhưng mà cũng đánh không lại tên chúa tể các bạn. Hắn ta bự hơn rất là nhiều các bạn. Các robot không phải là đối thủ nữa rồi. À, các bạn thấy chưa? Hắn ta bắn tia laser vào những robot các bạn. Ồ đây bạn. Đây hắn ta đang tấn công các robot các bạn. Giống như là đập mũi các robot Spider-Man người máy giống như là con mũi so với tên chúa tể các bạn. Hắn ta quá là lớn rồi. Hắn ta đập một phát thôi là robot bẹp dí liền các bạn. Rồi, tiêu rồi.